Park Shin-hee vướng vào tin đồn muốn tiếp tục có thêm con vì được tặng nhà và vàng. Vào tháng 1 năm nay, Park Shin-hee cùng Cho Tae-jun đã chính thức nên duyên vợ chồng sau một thời gian dài tìm hiểu và hẹn hò đầy mặn nồng. Chỉ sau 4 tháng, cặp đôi tiếp tục đón nhận tin vui khi nữ diễn viên hạ sinh quý tử đầu lòng. Khi Park Shin-hee có bầu bé trai, bố mẹ chồng đã quyết định tặng cho cô và con trai của họ một căn nhà. Ngoài ra, họ còn chuẩn bị trang sức bằng vàng để dành cho em bé. Có thể thấy, Park Shin-hee thực sự là người phụ nữ có số hưởng. Cũng nhờ có sự yêu thương giúp đỡ từ nhà chồng mà cô mới không ngại đẻ. Thế nhưng mới đây, trên một số diễn đàn, bất ngờ lan truyền thông tin nữ chính người thừa kế đang cùng chồng chuẩn bị dự sinh thêm con thứ hai. Điều này khiến nhiều người hâm mộ vô cùng bất ngờ vì cô chỉ mới sinh con trai vào tháng 5 vừa qua. Một trong những nguyên nhân xuất hiện tin đồn này chính là việc cặp đôi từng chia sẻ mong muốn mở rộng gia đình trong tương lai gần. Đối với thông tin này, công chúng đã đưa ra hai luồng ý kiến khác nhau. Một bên hoàn toàn ủng hộ với quyết định của Park Shin-hee. Bên còn lại thẳng thắn cho rằng nữ diễn viên nên quay lại với sự nghiệp diễn xuất để củng cố và duy trì tên tuổi, đồng thời đảm bảo sức khỏe cùng tinh thần để chuẩn bị vượt cạn lần thứ hai. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức showbiz trong ngày nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.